mập mập tròn tròn ứng tuyển làm nhân viên bên mình có được không? Thì trên thực tế thì chị cũng muốn gửi gắm cho em thế này này, sinh ra trong một cuộc đời này không ai hoàn hảo cả, chị không bao giờ mà có kỳ thị cho bất cứ những người nào gầy hay là mập. Tuy nhiên thì là cái ngành nghề của Miley Sa là cái ngành nghề thẩm mỹ, chẳng hạn như bây giờ em hơi tròn tròn mập mập, nhưng mà khi em vô Miley Sa, Miley Sa nhận luôn, nếu em đầy đủ về đạo đức, về chuyên môn, về những cái yêu cầu mà Miley Sa đang tuyển mà em đáp ứng được là Miley Sa nhận luôn. Tuy nhiên trong quá trình em mập mập tròn tròn mà em vô Miley Sa thì cái việc đầu tiên á, ngoài chuyên môn ra thì cái việc mà em phải xuống ký là phải xuống luôn. Ví dụ bây giờ cơ thể của em là giữ 10 ký thì trong vòng 4 tháng là em phải xuống được 10 ký đó, thì Mai cho thời hạn luôn. Những cái việc nhỏ mà em chưa làm được thì làm sao mà em làm việc lớn được. Bản thân Mai cũng thấy ông xã Mai như thế, ngày xưa ông xã Mai 84 ký nhưng mà bây giờ chỉ còn 65 ký thôi. Vấn đề ở đây không phải là đẹp hay xấu, nhưng mà tất cả chúng ta đều biết là nếu cân nặng chiều cao mà nó không hợp lý mà chúng ta để cơ thể mà nó quá mập đây thì nó sẽ có nguy cơ đó là men gan tăng cao, máu nhiễm mỡ thì cái nguy cơ đột quỵ rất chi là cao, rồi chúng ta đi đứng lại rất chi là khó khăn. Một cái mà chúng ta giải nhất đó là chúng ta đi làm thật nhiều, rồi chúng ta ăn thật nhiều vào, và sau đó chúng ta mập rồi á thì chúng ta lại đi hút mỡ, rồi chúng ta đi uống thuốc giảm ký. Thì đó là gì ạ? Không phải là chúng ta không giảm ký được mà chúng ta hình thành một cái thói quen mà chúng ta không bỏ được. Dứt khoát khó nhưng mà chúng ta phải bỏ, bỏ là bỏ từ từ. Đó là quan điểm của Mai là như vậy.